công điện về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Thanh Chương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương, Điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các phòng ban ngành đơn vị liên quan. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 44 ổ dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra chưa qua 21 ngày tại 13 huyện thành phố. Nguyên nhân xảy ra dịch là do virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, tồn tại lâu trong môi trường, đường lây truyền đa dạng phức tạp, chưa có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh. Nhiều địa phương do tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên chưa quan tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi, tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn tại và phát tán rộng. Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn, chưa đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học. Một số hộ chăn nuôi còn giấu dịch, khi lợn mắc bệnh không khai báo mà tự ý lấy mẫu gửi xét nghiệm, cố tình giết mổ để tiêu thụ. Để chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan tập trung triển khai những nội dung sau. 1. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn xác định công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong giai đoạn hiện nay, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo các khối xóm bản, các đoàn thể chi hội, tổ chức thực hiện kiên quyết đồng bộ các biện pháp do tỉnh huyện hướng dẫn, đặc biệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 3379 ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025 và công văn số 373 ngày 5 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện về việc tái đàn lợn và đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi ban đầu. Tổ chức thông tin tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn châu Phi, các biện pháp phòng chống để người dân hiểu và tự giác thực hiện. Tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn lợn. Khi phát hiện có hiện tượng ốm, lợn chết bất thường, cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Không tự ý lấy mẫu gửi xét nghiệm, thực hiện nghiêm 6-0 trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách các khối xóm bản thường xuyên nắm bắt tình hình chăn nuôi và dịch bệnh để xử lý nhanh gọn, kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo các khối xóm bản, công chức nông nghiệp xã nắm chắc tổng đàn lợn, số trang trại, gia trại, các điểm giết mổ, kiên quyết không cho hoạt động giết mổ nếu không đạt yêu cầu vệ sinh thú y, cấm bán thịt lợn rong, bán thịt lợn trên các trục đường. Thành lập đoàn kiểm tra kiểm soát vận chuyển giết mổ kinh doanh lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, tự giết mổ lợn bệnh để ăn, giết mổ lợn trong vùng dịch mà không xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi, vứt xác lợn ra môi trường. Hợp đồng với những người có trình độ chuyên môn về chăn nuôi và thú y để thực hiện công tác phòng chống dịch, tiêm phòng vaccine, tiêu độc khử trùng. Triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng vụ thu năm 2021, đảm bảo đạt tối thiểu 80% tổng đàn gia súc, gia cầm theo lịch chung của huyện để hạn chế các loại dịch bệnh khác phát sinh và lây lan, bảo vệ tổng đàn vật nuôi. Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi. Ngoài hóa chất được huyện cấp, Ủy ban Nhân dân xã trích kinh phí dự phòng mua vôi bột hóa chất để tổ chức thực hiện tại vùng bị dịch uy hiếp, vùng nguy cơ cao và vùng dịch. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tiến hành lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm bệnh khi phát hiện lợn ốm chết nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi để có biện pháp xử lý. Khảo sát xem xét lại quỹ đất của từng khối xóm bản nếu dịch xảy ra, xử lý chôn lợn ở vị trí phù hợp với quy định. Chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng chống dịch, kinh phí hoạt động đoàn kiểm tra, điểm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh, vật tư vôi bột, hóa chất khử trùng môi trường chăn nuôi, hố chôn lợn. Khi có dịch xảy ra, tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch đồng bộ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, xử lý dứt điểm các ổ dịch không để phát sinh lây lan. Đơn vị nào chỉ đạo thiếu quyết liệt để dịch lây lan, báo cáo chậm, xử lý dịch không dứt điểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và pháp luật. Những tổ chức cá nhân chăn nuôi tự ý tái đàn khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương theo luật chăn nuôi, thông tư số 23 ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thi hành luật và không chấp hành tiêm phòng vaccine để phòng các bệnh bắt buộc theo thông tư số 07-2016 ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi dịch xảy ra phải tiêu hủy, không được hưởng chế độ của nhà nước. 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện đôn đốc chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tiếp tục xây dựng các văn bản trình Ủy ban Nhân dân huyện ban hành để chỉ đạo kịp thời đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cấp trên, phối hợp Phòng Tài chính kế hoạch tham mưu kịp thời nguồn kinh phí để phòng chống dịch. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng chống tổng hợp diễn biến tình hình dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện để kịp thời báo cáo tham mưu phòng chống dịch phù hợp hiệu quả.
3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyên ngành, vật tư thiết yếu để phòng chống dịch. Phân công cán bộ chuyên môn tăng cường phối hợp với các xã có lợn ốm chết để lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây bệnh, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trong khâu tiêu hủy và vệ sinh môi trường. Phối hợp với công an huyện trong việc xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm của lợn không đảm bảo an toàn. Chuẩn bị nhân lực, vật lực phục vụ cho công tác phòng chống xử lý khi dịch xảy ra. Báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân huyện về tình hình và nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện. 4. Các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục triển khai các chức năng nhiệm vụ theo quyết định số 706 ngày 29 tháng 3 năm 2021 về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống bệnh gia súc gia cầm và thủy sản, trực tiếp làm việc với các xã thị trấn để triển khai có hiệu quả các giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi theo kế hoạch kịch bản đã được ban hành. 5. Công an huyện chỉ đạo các lực lượng công an phối hợp với các địa phương, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không có thủ tục kiểm dịch của thú y. Theo dõi, nắm tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép để có biện pháp xử lý. 6. Đồn biên phòng Ngọc Lâm và cửa khẩu Thanh Thủy tăng cường tuần tra kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, nhất là lợn và sản phẩm của chúng vận chuyển vào địa bàn huyện. Nếu phát hiện vận chuyển lậu, trái phép cần xử lý nghiêm theo quy định. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham gia tiếp tay cho buôn lậu. 7. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thường xuyên thông tin tuyên truyền về đặc điểm đường truyền lây, triệu chứng, bệnh tích, cách phòng chống và sự nguy hiểm của dịch bệnh để nhân dân biết và tự giác phối hợp thực hiện. 8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện căn cứ văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành liên quan ban hành văn bản chỉ đạo cơ sở tham gia trong công tác phòng chống dịch, tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các phòng đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc công điện này. Ký thay chủ tịch, phó chủ tịch Lê Đình Thanh.